Rồi, xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Luca TV. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái chủ đề là bảo trì trong nhà máy nước giải khát nha các bạn. Thì nếu mà chúng ta làm trong cái nhà máy nước giải khát hoặc là chúng ta có ý định làm việc ở đó thì các bạn nên xem cái video này, bởi vì chúng ta đều biết là trong tất cả các nhà máy thì việc sản xuất 24 trên 7 là nó rất quan trọng đó. Nếu mà chúng ta vào làm việc ở một cái nhà máy nào đó thì chúng ta sẽ thấy là hầu như tất cả các nhà máy đều có 3 ca sản xuất nha các bạn, tức là nó sẽ chạy liên tục ha. Nó sẽ chạy liên tục đó. Thì hết ca 1 thì sẽ có K2 vô thay, và hết K2 thì sẽ có K3 vô thay. Thông thường thì người ta sẽ chia thành 3 ca đó, người ta sẽ chia thành 3 ca là ví dụ K1 từ 6 giờ sáng tới 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 6 giờ sáng tới 2 giờ chiều, K2 từ 2 giờ chiều tới 10 giờ đêm, và K3 là từ từ 10 giờ đêm cho tới 6 giờ sáng. Đó. Thì thông thường thì cái K2 với K3 thì nó sẽ được các bạn đi làm K2, K3 thì sẽ được hỗ trợ thêm tiền lương nha các bạn. Đó, thì đó là cái lịch làm việc ở trong cái ca thường bên sản xuất hay bên bảo trì hay là bên QC. Đó, họ sẽ đều có người để mà trực trong cái ca ca sản xuất đó đó. Thì trong mỗi ca sản xuất thì nó sẽ có cái kế hoạch sản xuất riêng đó. Thì họ sẽ lên kế hoạch chi tiết là một ngày, ví dụ như một ngày đó thì cái line đó chạy bao nhiêu nghìn sản phẩm đó. Sau đó thì cái mỗi ca sản xuất họ sẽ chạy với tốc độ bao nhiêu để mà đảm bảo là kế hoạch của ngày đó là phải hoàn thành 100% là tốt nhất nha các bạn ha. Đó. Còn nếu mà học hoàn thành không đạt được 100% vì một cái lý do nào đó, thì ví dụ như giả sử như giao cho cái ngày đó sản xuất được 1 triệu chai đi. 1 triệu chai, nói chai thì tức là họ sẽ tính là bao nhiêu chai ha. Thì nếu mà không đạt được thì chúng ta phải giải trình nha các bạn, tất cả các bộ phận đều phải giải trình lý do vì sao không đạt ha. Đó, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một số cái cách mà theo dõi, tức là cái cách mà chúng ta theo dõi tracking cái downtime, tức là dừng máy trong cái nhà máy sản xuất. Thì mình sẽ lấy ví dụ vào một cái nhà máy nước giải khát, sau đó thì các bạn sẽ có thể là chúng ta từ cái nhà máy này thì chúng ta có thể áp dụng tương tự cho các nhà máy khác. Ở đây là các bạn sẽ thấy là cái file này nó sẽ là cái data về downtime của máy ha. Downtime của máy là một cái thông số rất là quan trọng còn phải kiểm soát, tại vì nó downtime nhiều quá thì nó sẽ không đạt được kế hoạch sản xuất nha các bạn. Ví dụ một ngày đó chúng ta kế hoạch chúng ta sản xuất là 1 triệu chai, để bên bộ phận marketing họ bán ra thị trường họ đã được khách hàng đặt hàng là 1 triệu chai ví dụ vậy, mà nếu chúng ta để chạy không đạt 1 triệu chai thì không đủ sản phẩm để cung cấp ra thị trường thì bên bán hàng họ sẽ không có sản phẩm ra họ bán nha các bạn. Chính vì vậy nên là downtime nó rất là quan trọng mà chúng ta phải kiểm soát. Thì cái file này nó sẽ kiểm soát cái downtime dựa theo cái dữ liệu của bên sản xuất, thì căn cứ vào đó thì bên các bộ phận liên quan họ sẽ dựa vào đó để mà họ có cái gọi là action plan. Họ sẽ có một cái kế hoạch hành động để mà
giảm thiểu cái downtime, tức là mong muốn của nhà máy là đưa downtime về zero, tức là máy chạy liên tục 24 đến 24 mà không dừng mà không theo kế hoạch, không dừng mà không theo kế hoạch nha các bạn. Thì tuy nhiên khi mà chạy thì nó sẽ xảy ra các cái vấn đề phát sinh về sự cố máy móc, về sự cố về chất lượng, về sự cố về an toàn, về sự rất là nhiều cái lý do khác nhau nó dẫn tới downtime, đó là dừng máy nha các bạn ha. Thì ví dụ ở đây khi chúng ta gặp các cái sự cố dừng máy thì bên sản xuất họ sẽ lập ra cái file này để mà họ đưa vào các cái nội dung mà nó dẫn tới downtime để mà tracking theo dõi. Thì ở đây mình có cái cột là ngày ngày nào, cái line nào ha. Rồi cái sản phẩm nào đó, rồi cái hương nào ha, đó, rồi cái máy nào, rồi chi tiết downtime là cái gì và thời gian đó. Thì cái file này nó bắt buộc phải có trong cái một cái nhà máy sản xuất, vì máy móc chúng ta chạy, chúng ta có sự cố dừng máy thì chúng ta phải cập nhật vào đây. Đó, thì đây chúng ta thấy là một số cái lỗi nó xảy ra ví dụ như thế này. Rất là nhiều cái lỗi nó xảy ra. Ví dụ như mình ví dụ nha. Ví dụ như vào ngày 7 tháng 1 năm 2017 thì cái line, cái tên nó là, họ đặt tên cho cái line theo cái chữ cái nha các bạn. Thì ví dụ như ở cái nhà máy này thì họ có là 6 line, thì nó gọi là họ đặt theo chữ cái là E, Z, K, L, N, E, tức là họ có tổng cộng là 6 line sản xuất. Thì mỗi cái line thì nó sẽ có một cái đặc điểm riêng, mỗi cái line nó sẽ có một cái đặc điểm riêng. Ví dụ như line Y này, line Y thì nó chuyên chạy cho chai thủy tinh thôi, không? Chai thủy tinh thì nó chỉ chạy được cho chai thủy tinh thôi. Còn ví dụ như line Z thì nó chỉ chạy được cho lon thôi, lon can đó các bạn, không? Lon can nha. Còn line K thì nó chạy cho cái chai BT, mà BT mình có các cái size như là size 330, size 330 330 ml, size 500 ml và size 1,5 lít. Rồi line ví dụ line L, line L thì mình có cái Lyle là nó sẽ sản xuất là nước tinh khiết, nước tinh khiết, hoặc là Lyle N là nó sản xuất cái sản phẩm của cái chai BT nhưng mà nó là tốc độ cao. Lyle K này tốc độ thấp, Lyle N này tốc độ cao, tốc độ của nó lên tới là 800 chai một phút nha các bạn. Rồi Lai E là cái line mà sản xuất cái sản phẩm của chai BT nhưng mà nó là công nghệ, nó là chiếc nóng, nó gọi là hot fill nha các bạn ha. Hot fill thì tức là nó, ví dụ cái nhà máy này họ có 6 line, họ có tổng cộng 6 line, nhưng mà cái tức là ở đây mình không có nói về một cái nhà máy cụ thể nha các bạn. Tại vì ở đây mình sẽ giới thiệu cho bạn để các bạn hiểu và hình dung, mà tại vì không phải ai chúng ta cũng làm việc trong nhà máy đó. Nhưng mà cái cách mà chúng ta triển khai và theo dõi tracking downtime thì nó tương đối giống nhau đó, các bạn có thể áp dụng ở cái nhà máy này qua cái nhà máy khác được ha, nên là mình không có nói cụ thể cái nhà máy nào, đây chỉ là một cái ví dụ thôi ha, để chúng ta biết cái cách làm tracking downtime nó như thế nào. Thì ở đây là downtime, ví dụ như đó thì mình giới thiệu, ví dụ ở đây nó có 6 line thì họ đều tracking hết ha. Ví dụ như vào ngày 7 tháng 1 năm 2017 thì cái line K
Cái máy xảy ra sự cố là máy labeler đây, máy dán nhãn. Tức là ở đây nó sẽ có những cái mục mình kéo xuống thì nó sẽ có cái tên máy ở đây để mình tích vào. Nếu mình xảy ra sự cố thì mình tích vào. Thì cái sự cố của nó là nhãn dính the rum. Khi chạy cái sản phẩm 1,5 lít, nhãn dính the rum. Rồi vệ sinh keo. Tức là cái máy nó bị sự cố và cái nhãn nó dính vào cái rum. Nó không có dán được và phải vệ sinh keo các kiểu. Thì cái thời gian downtime ở đây là 50 phút. Thời gian downtime là 50 phút. Thì hoặc là cái máy là SBO10. Ở đây là cái máy thổi nó bị sự cố là kẹt chai trong khuôn và thời gian dừng máy là mất 7 phút. Hoặc là những cái sự cố khác. Sự cố khác ví dụ như là cái máy Wemmer. Mình coi cái sự cố nào thời gian nó lớn lớn nên mình giới thiệu cho các bạn. Còn những cái thời gian nhỏ nhỏ thì mình có thể lướt qua. Ví dụ như là cái lai sản xuất nước tinh khiết đây. Lai sản xuất nước tinh khiết. Lai sản xuất nước tinh khiết thì nó có cái sự cố nó mất là tới 1 tiếng rưỡi 90 phút. Đó là khi mà nó chạy sản phẩm là chai 500 ml sản xuất nước tinh khiết thì sự cố của nó là kiểm tra bao theo tần suất 30 phút trên lần. Nó lý do tại sao kiểm tra bao thì cái lịch sử của nó là tại vì cái bao của cái line mà sản xuất nước tinh khiết này các bạn ha. Nó xảy ra sự cố vào quality không? Xảy ra sự cố vào quality đó là người ta phát hiện trong cái chai người ta phát hiện trong cái chai nó có những cái cộng orange màu đen ha. Tức là những cộng siêu, tức là cái mảnh siêu màu đen đó các bạn. Thì chính vì vậy nên là cái bộ phận chất lượng á họ mới phải làm việc rất là quyết liệt là bắt buộc phải kiểm tra bao theo tần suất là 30 phút trên lần. Nếu không thì tất cả các sản phẩm đầu ra thì phải hold và tiêu hủy và reward ha. Hold và reward nha các bạn ha. Đó. Thì kiểm tra bao để làm gì? Để chúng ta phát hiện và chúng ta xử lý sự cố kịp thời nếu mà có cái vấn đề gì bất thường trước khi mà nó đưa đi đóng nắp sản phẩm nó đưa ra ngoài nó sản xuất xong ha. Thì đó là một cái ví dụ, hoặc là ví dụ như cái hoặc là ví dụ như cái là gì đó. Nó sự cố là nó tới 105 phút đó, tức là hơn 1 tiếng rưỡi đó. Nó bị lỗi van cấp sirup từ filler, từ mixer sang filler, tức là từ mixer nó có cái hệ thống mixer, tức là trước khi mà nó sirup nó đi đi qua nó đi vô cái filler thì trước đó là nó có cái mixer nha các bạn. Mixer đó thì nó sẽ là một cái hệ thống gọi là carbo, nó gọi là carbo mixer của cái công nghệ chiết lạnh ha. Hồi nào mình sẽ giới thiệu cho bạn video về cái mixer nha. Thì nó gọi là cái hệ thống carbo mixer. Thì hệ thống này nó sẽ giúp là hệ thống này nó sẽ giúp là cái hệ thống này nó sẽ giúp cho là sirup nó được
sẽ giúp nó sẽ được đi qua cái hệ thống đó, rồi nó có các cái đường ống CO2 không? Rồi hệ thống bơm đó, thì cái hệ thống đó nó sẽ bơm sirup vào cái filler. Thì trên cái đường bơm đó nó có một cái van, nó gọi là van dầu của nó sẽ có một cái van dầu của Samsung nha các bạn. Van dầu đó của hãng Samsung nha, chứ không phải Samsung đâu ha, Samsung. Thì cái van đó nó sẽ cấp sirup từ mixer sang filler, nhưng mà nó sẽ xảy ra sự cố ở bên điện tự động hóa hoặc phải xử lý hết mất 105 phút ha. Đó, hoặc là ví dụ mình coi thử có cái sự cố nào lớn mình giới thiệu cho các bạn này, hoặc là ví dụ như là Line N đây, khi mà chạy cái sản phẩm là chai bếp 330 đó, thì cái stream backer là cái máy quấn màng máy 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 backer đó các bạn ha, máy đóng thùng đó, nó bị lỗi phim và bung lóc. Thì cái lỗi phim này là nó xảy ra của máy làm stream backer hay gọi là máy multi backer đó các bạn, là nó cái máy này nó sẽ tạo thành một cái lock 6 chai đó, rồi nó quấn bằng bằng co nha các bạn ha. Thì nó bị lỗi phim buông lock thì nó hết mất hết 191 phút ha. Đó là những cái sự cố lớn ha. Thì khi mà nó xảy ra những cái sự cố như thế này thì tức là mỗi ngày, tức là cái bên 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 nhà máy á, họ sẽ đưa ra một cái chỉ tiêu OEE, tức là hiệu suất dây chuyền đó các bạn. Trong một năm thì nếu mà chúng ta xảy ra sự cố và downtime nhiều quá thì cái OEE bị rớt ha, thì nó dẫn tới KPI của các bạn nó sẽ không đạt, thì lúc đó là lương rồi thưởng rồi nó cũng cũng theo đó mà nó không đạt theo nha các bạn. Cho nên phải kiểm soát rất là kỹ những cái downtime đó. Thì đó là một cái số cái ví dụ về cái sự cố đó, thì còn rất nhiều sự cố khác nhau ở đây ha, rất là nhiều, tất cả các sự cố đều được thống kê ở đây. Thì sau khi thống kê xong thì nó sẽ đưa ra từng cái máy ha. File này nó sẽ, tức là bên đây á là data từ sản xuất, tức là họ sẽ ghi như thế này trước chứ không thể ngồi là tách ra từng máy được. Nó tách ra từng máy như thế này nhưng mà họ ghi lộn xộn như thế này, sau đó thì nó mới có cái file bên này, nó thống kê cái downtime ha. Thì ví dụ như cái máy capper, máy đóng nắp đó, thì cái máy đóng nắp sau khi thống kê bên đây thì nó sẽ thống kê được qua bên đây là sum của thời gian mà nó downtime là trong một năm á, là nó 1686 phút đó. Thì mình chia ra là bằng cái này chia cho 365 ngày đi, giả sử một năm nó chạy liên tục 365 ngày thì mỗi ngày nó mất 5 phút downtime nha các bạn ha, rất là nhiều ha. Nhưng mà nó sẽ không chạy một năm 365 ngày nha các bạn. Còn bán tải đó, thì qua cái file bên này mình sẽ thấy được là cái thời gian mà nó xảy ra sự cố nhiều nhất đó là ở trên đó, thì ví dụ máy filler đây cũng sự cố rất là nhiều đây, 4.000 phút, 4.393 phút ha. Nhưng mà đây đó sẽ là filler chung, filler chung của 6 line nha các bạn. Thì bây giờ mình phải tách ra ha,
Còn labeler này 2000 phút đó, mình phải tách ra từng line ha, chứ theo dõi chung như thế này thì cũng chỉ biết chung chung thôi, mà để xử lý triệt để thì phải tách ra từng line như thế này. Mình ví dụ cái line ca đi thì nó sẽ thống kê thời gian đây. Ví dụ như mấy mấy filler đi thì thời gian của nó là dừng máy của nó là 1000 phút, 1000 phút với các cái lỗi như thế này trong 1 năm ha. Đó thì hoặc là cái máy labeler đi thì thời gian dừng máy của nó cũng tương đương với máy filler đó, cả 1000 phút. Nó gồm những cái sự cố ví dụ như là chỉnh nhãn dính râm đó, rồi bung gù dán keo là chạy tạm không, rồi chỉnh nhãn vệ sinh râm, rồi chỉnh nhãn toàn là chỉnh nhãn không à. Đó, thì nó dẫn tới là sự cố là dán không được nha các bạn, rồi lệch điểm cắt, rồi chỉnh nhãn lỗi chân không đó. Thì sau đó mình mới đưa qua cái bên này, mình sẽ đưa qua bên này chi tiết thì thống kê ra chi tiết, mình sẽ thấy được là cái line này nó gồm những cái máy này là ví dụ như băng tải e, máy đóng nắp, máy cốt, máy băng tải, máy chiếc, máy dán nhãn, máy multibug, máy quấn bằng co đó các bạn, rồi máy khác, rồi máy backer, rồi rinser, máy đóng thùng, máy rửa chai, rồi máy thổi chai, rồi máy phóng nhãn, rồi máy sắp chai, rồi máy làm ấm chai. Đó thì mỗi cái máy nó sẽ được tính ra cái thời gian riêng đó, dùng một cái hàm VLOOKUP để mà tính ra cái thời gian là nó bao nhiêu trong 1 năm để mà chúng ta xử lý, ta tập trung vào chúng ta xử lý. Ví dụ cái máy nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy là tỷ lệ downtime của cái máy cao nhất đó là cái máy filler với 21% thời gian downtime. Sẽ đưa vào đây một cái biểu đồ như thế này chúng ta thấy đó. Và cái máy downtime thứ nhì đó là máy nhiều nhất, thứ nhì đó là máy labeler, máy dán nhãn ha. Đó thì các cái máy mà sự cố ít, ví dụ như là máy cốt, máy capper, băng tải hay là máy warmer là sự cố nó khá là ít ha. Đó thì khi mà chúng ta xem được cái thống kê như thế này á thì chúng ta mới có được cái action plan để mà chúng ta phải xử lý cho nó, để chúng ta làm sao chúng ta đưa cái downtime về zero là gọi là lý tưởng nha các bạn. Đó lý tưởng là downtime về zero ha. À, tất nhiên là cái hiệu suất dây chuyền là mỗi năm là họ sẽ set, tức là họ không phải họ set là 80, không phải họ set 100%, nhưng mà họ sẽ set là hàng năm nó sẽ tăng theo, nó sẽ tăng lên nha các bạn. Ví dụ năm nay họ set là 75%, qua năm nay ví dụ như thực tế cái target đó là họ yêu cầu là phải đạt 75%, xong cái mình ráng mình làm, mình cố gắng mình làm cái mình đạt giả sử như mình đạt 79% đây đó, thì qua năm sau thì nhà máy họ sẽ set tiếp ví dụ lên 85% ví dụ vậy đó, thì đó là cái mỗi năm nó đều phải tăng theo cái target, nó đều phải tăng so với cái năm trước, nó gọi là tăng trưởng nha các bạn ha. Đó, nên là chúng ta mỗi năm mà chúng ta không đạt thì qua năm có thể là nó sẽ dừng lại ở tiếp tục cái vị trí đó, tiếp tục cái con số đó, nhưng mà chúng ta đạt thì nó sẽ nhà máy họ sẽ yêu cầu là phải set cao lên ha. Tức là cái target đạt được phải cao hơn năm trước ha. Thì đó là chính vì vậy nên phải có một cái file này để mà chúng ta theo dõi và checking cái downtime. Thì trong cái line nó gồm những cái máy này đó, hoặc là ví dụ như Lazy đi đó, họ gồm những cái máy này, họ gồm những cái máy này ha. Đó
máy carbo, rồi máy cốt, máy vận tải, máy chiết, máy khác, rồi máy bắc cơ, máy đóng đóng thùng, máy làm ấm, máy multibac, quấn màng màng co, máy mixer, carbo mixer, rồi máy debalance, máy tách lon rỗng, máy simmer là máy ghép miếng lon, máy chắc quay là máy con thùng. Thì ví dụ ở đây là filler với lại filler, ở đây là mixer là cái mà bị sự cố nhiều nhất với 27%, kế đến là máy máy khác. Máy khác ở đây là ví dụ như là rất là nhiều mà cái lỗi về chất lượng hay là chưa xác định được, thì nó đỡ là chưa xác định được của cái máy nào thì đỡ là order. Ví dụ như nhiều khi nó bị sự cố, ví dụ như bị móp lon này, nhiều khi chúng ta không biết là nó đến từ cái máy filler hay là nó đến từ cái máy nào, mình chưa xác định được thì chúng ta đợi order. Thì ở đây nó sẽ là tổng cái thời gian dừng máy, và cái mình nhìn vào đây mình sẽ thấy là những cái action mình cả phần phần cần phải làm này, là máy filler này. Rồi máy mixer này, máy debalance này, đó là những cái máy mà chúng ta phải action ngay, tại vì cái thời gian downtime của nó là rất là nhiều trong tổng thời gian dừng máy của cả cái dây chuyền. Cho nên là các bạn cứ tập trung vào đó và các bạn xử lý thì chắc chắn là nó sẽ cải thiện được cái thời gian downtime thôi. Ví dụ như máy debalance này, nó có những cái hay là mình nói máy filler đi. Filler đi, nó có những cái lỗi như thế này, bôi trơn mà cũng phải dừng máy nha các bạn ha, tại vì nó bị sự sự cố và cái hệ thống bôi trơn nên phải dừng máy. Rồi chỉnh timing, rồi chỉnh con sâu tách lon, rồi chỉnh chiếc trào, rồi chỉnh van số 41 chiếc trào, rồi chỉnh van chiếc trào, rồi dừng khẩn cấp nhiều lần do lon móp, rồi kiểm tra máy đầu vào, rồi chỉnh dẫn hướng lon vào, rồi chỉnh chiếc trào, rồi dừng khẩn cấp nhiều lần, rồi bôi trơn tự động, đúng không? Rồi ví dụ như máy debalance, máy tách lon rỗng thì nó là kẹt lon, rồi móp lon, rồi kẹt lon, rồi ngã lon, rồi lon móp, rồi móp lon, rồi gãy gãy thanh gạt lon, rồi lon móp, rồi kẹt lon, rồi móp lon, hư sensor, lỗi kẹt giấy, lỗi kẹp giấy, rồi lon móp lắp, lỗi cửa an toàn, rồi lon móp, rồi lỗi hành trình lon móp. Đó thì đó là một cái ví dụ và một cái nhà máy sản xuất mà họ tracking cái downtime dựa theo cái data sản xuất, thì nó là một cái ví dụ thôi nha các bạn ha. Các bạn làm ở cái nhà máy khác thì chúng ta cũng có thể chúng ta áp dụng cái phương pháp mà theo dõi downtime như thế này, thì cái quan trọng nhất là cái đây, nó ra được cái con số phần trăm đây để chúng ta tập trung vào đó, chúng ta action, và cụ thể nó bị lỗi gì thì chúng ta xem bên này để chúng ta thấy nó sẽ bị những cái lỗi gì. Ví dụ máy debalance nó sẽ xảy ra những cái lỗi này, thì chúng ta là nhân bảo trì, dân cơ khí cơ điện tử thì chúng ta phải điện tử thì chúng ta phải xem những cái lỗi này nó thuộc về cái trách nhiệm của mình hay không. Nếu nó là trách nhiệm của mình thì chúng ta phải xử lý cho triệt để nó không xảy ra những cái xảy ra những cái sự cố đó mà nó gây dừng máy. Thì mỗi cái máy nó dừng như thế này thì nó dừng cả dây chuyền sản xuất, cho nên họ mới nhập data vào đây là nó dừng 15 phút là cả dây chuyền sản xuất dừng nha các bạn. Tại vì cái máy này dừng thì không thể máy khác chạy được ha, nó sẽ ùn ứ không được ha, cho nên là bắt buộc nó phải phải dừng cả một cái dây chuyền sản xuất. Mà dừng cả dây chuyền sản xuất thì nó không sản xuất được, không ra sản phẩm được ha. Đó, chính vì vậy nên là việc mà xử lý là thuộc vào trách nhiệm của bên bảo trì là chính ha, bộ phận bảo trì, và với sự hỗ trợ của bộ phận sản xuất. Thì sản xuất thì chủ yếu họ vận hành là chính nha các bạn, và họ làm CIoT. CIoT
IoT là gì thì mình đã giới thiệu cho bạn trong cái video trước, bạn có thể xem lại. Còn bên bộ phận bảo trì, những cái lỗi như thế này thì bảo trì phải xử lý triệt để đó, chứ không thể nào mà giám đốc nhà máy rồi vô cuộc họp họ sẽ hỏi là lý do tại sao máy này dừng máy kia dừng, là chúng ta phải trả lời đó, chúng ta phải xử lý nha các bạn không đó, tức chúng ta phải thực hiện các công việc gọi là bảo trì phòng ngừa đó, để cho nó không dẫn tới những cái sự cố dừng máy như vậy đó. Thì đó là cái nhiệm vụ của cái phòng bảo trì hay gọi là phòng cơ điện trong cái nhà máy sản xuất à, là chuyên chúng ta đi xử lý những cái lỗi như thế này này. Đó không phải là bảo trì, đây là bảo trì khắc phục nha các bạn, đây là bảo trì khắc phục mà ví dụ như filler chỉnh timing viết cấp lon đầu vào dừng khẩn cấp 18 phút thì đó gọi là bảo trì khắc phục này, nó dừng mất 18 phút thì cơ điện người ta mới xử lý xong, sau 18 phút thì máy chạy lại. Nhưng mà nhiệm vụ của phòng bảo trì là không phải dừng lại ở việc mà xử lý sự cố nha các bạn đó, mà nó dừng, nó sẽ phát triển tới gọi là bảo trì phòng ngừa, tức là chúng ta phải làm sao để nó không xảy ra cái sự cố mà dừng máy 18 phút, giống như là chúng ta phải tiên đoán trước nha các bạn ha, chúng ta phải nhìn thấy trước là nó có khả năng nó xảy ra những cái sự cố này hay không đó, làm thế nào để mà chúng ta biết được có khả năng nó xảy ra sự cố này mà chúng ta gọi là chúng ta phòng ngừa nó trước để nó không xảy ra ha. Đó, chứ tới khi nó xảy ra rồi thì nó xảy ra dừng máy thì coi như là nó thiệt hại rồi ha. Ví dụ như cái line này đi, line N này đi, tốc độ của nó là 800 chai một phút đó. Thì giả sử như cái capper này à, giả sử như cái nào mình cho cái nào nó dừng máy nhiều nhất đây à, ví dụ như cái labeler đây dừng máy 68 phút à, nhãn dính râm đổi keo loại đinh cắt 68 phút à, hay là cái máy capper đi, máy capper đi à, máy đóng nắp đi, lỗi sensor hopper nắp 70 phút, chỉ còn một con sensor lỗi thì mất 70 phút xử lý, thì một một phút là nó một phút nó sản xuất được 800 chai thì mình nhân lên là bằng 770 này à, nhân cho là 800 chai này thì nó là 56.000 chai, tức là để xử lý cái lỗi này chúng ta mất 56.000 chai sản phẩm đánh đổi cho việc xử lý cái lỗi này ha. Và 56.000 chai à, 56.000 chai mà chia ra là một 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 thùng là 24 chai thì là chúng ta sẽ có là 2.333 thùng đó. Giả sử một cái nhà máy nước giải khát chúng ta bán một thùng chúng ta lời 20.000 thì cái con số tiền nó ra là bao nhiêu các bạn, nhân lên để coi thử nó ra bao nhiêu, 46 triệu nha các bạn, 47 triệu ha. Đó thì chỉ cần một cái lỗi mà con sensor nó bị sensor hopper nắp loại 70 phút dừng máy thì cái capper này là nó dừng máy capper thì cả dây chuyền line N này nó phải dừng theo, thì chỉ cần mà 70 phút dừng máy thì nó sẽ thiệt hại cho nhà máy là 47 triệu đồng, 47 triệu là mới tính tiền lời thôi nha các bạn, chưa tính tiền nhân công hay là tiền các thứ tiền khác, đây là mới tính tiền lời của cái một cái thùng mà nước giải khát đó bán ra ngoài thị trường, bán lời trung bình khoảng tầm 20.000 ví dụ vậy, thì chỉ cần dừng máy một cái lỗi như thế này thì nó sẽ mất cái thiệt hại là 47 triệu cho nhà máy nha các bạn đó. Cho nên là việc nhiệm vụ của phòng bảo trì rất là quan trọng ha. Đó không phải chúng ta đi xử lý sự cố mà chúng ta phải
ngăn ngừa cái sự cố nó xảy ra ha. Đó là nhiệm vụ chính của cái phòng bảo trì nha các bạn. Còn cái việc mà xử lý sự cố là việc giống như là việc phụ ha, còn việc chính là ngăn ngừa cái sự cố xảy ra ha, nó gọi là phương pháp bảo trì phòng ngừa đó. Thì hôm nay mình giới thiệu sơ bộ cho các bạn về cái phương pháp kiểm tra theo dõi downtime thôi ha, còn cách mà thực hiện bảo trì phòng ngừa như thế nào thì mình sẽ chia sẻ sau. Đó, thì các bạn có thể lấy cái file này về để chúng ta áp dụng trong cái nhà máy của mình ha. Đó, thì ở đây là một cái ví dụ trong một cái nhà máy, nhưng mà ví dụ các bạn làm ở nhà máy khác thì bạn có thể lấy về để chúng ta áp dụng cho cái nhà máy của mình. Đó. Tại vì nó có rất nhiều nhà máy sản xuất khác nhau ha, nhưng mà cái việc kiểm tra downtime là nhà máy nào cũng phải làm theo dõi downtime ha, để mà có hướng xử lý bảo trì phòng ngừa triệt để ha. Thì các bạn nhắn tin vào Facebook cá nhân của mình để mình hoặc là nhắn tin về số hotline Zalo của KTV 077 492 6495, mình sẽ gửi cái file này cho các bạn để các bạn xem và các bạn hiểu và các bạn áp dụng cho cái mà nhà máy các bạn đang làm. Đó, hoặc là các bạn sinh viên chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm, chúng ta phải học những cái này để mà nó phát triển cái sự nghiệp của các bạn ha. Rồi, nếu bạn thấy video này hay và cần tìm hiểu thêm về máy móc thiết bị và bảo trì nhà máy thì hãy nhấn nút đăng ký miễn phí, đừng quên nhấn nút đăng ký miễn phí ở đây. Thì khi có video mới thì chúng tôi sẽ thông báo ngay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin chào.